À, đó là cái kết thúc. À, có một bạn thì Trang Thúy Đoàn hỏi về cái thông tin khóa thiền ở Myanmar. Xin thưa là câu hỏi của cái bạn này á còn cách 4 câu, còn cách 4 câu lận. À, nhưng mà bạn này do bạn này nói là bây giờ cần gấp để lên kế hoạch thì thôi, thì 4 câu thì nó cũng không nhiều, thôi sư châm chế ha. À, sư trả lời ngắn gọn. Với tình hình Myanmar bây giờ, vị nào muốn qua bên đó tu thiền thì tốt nhất là liên hệ với cái thiền viện nơi mình nhận á, là để họ nhận mình. Khi mà họ xác định là họ sẽ nhận mình á, rồi thì quý vị hãy đi qua bên đó. Tại vì hiện tại bây giờ có một số thiền viện là họ không nhận người nước ngoài, hoặc là họ không nhận thiền sinh mới do tình hình bất ổn chính trị hiện tại ở Myanmar. Mà nếu như có ngôi chùa nào hoặc là cái thiền viện nào mà nhận á, thì mình qua thì vị đó sẽ có trách nhiệm gọi là bảo hộ mình ở đó. Và cái thứ hai là mình đi qua là mình sẽ đi cái dạng visa gì? Cái dạng visa là không cần xin thì hình như được 1 tháng, sau đó là phải về, hay là mình tính là cái xin visa. Rồi cái thứ ba là như nó liên quan đến cái vấn đề đầu tiên là mình đi tới đâu là phải có địa chỉ cụ thể, bởi vì khi đến hải quan họ sẽ hỏi trước khi mình nhập cảnh. Khi quý vị đóng dấu nhập cảnh á, là hải quan họ sẽ hỏi đi tới đâu, địa chỉ gì, phải có địa chỉ cụ thể, chứ không phải mình nói à tôi đi chơi tôi không có địa chỉ là coi chừng nghe, coi chừng á. À, rồi cái vấn đề nữa là đi qua thì phải mua cái hộ cái là cái gì ta, bảo hiểm COVID. À, họ cũng biết làm ăn lắm, bảo hiểm COVID 50 đô một người. Rồi còn cái gì nữa? À, hiện tại bây giờ phần lớn khách sạn ở Myanmar không nhận người nước ngoài. Quý vị có thể đi các khách sạn lớn 4 sao 5 sao thì họ có thể nhận. Còn mấy khách sạn nhỏ họ không nhận. Mà quý vị nghĩ coi bây giờ mình qua bển nó mắc muốn chết luôn. Mà ở ở khách sạn nó cũng hơi bị sang, chùa thì không nhận, thiền viện thì không nhận, khách sạn nhỏ cũng không nhận. Thành ra là phải chuẩn bị cho kỹ ha, kiếm cái ngôi thiền viện hoặc ngôi chùa nào đó nhận mình, nhận trước có địa chỉ rõ ràng rồi hẳn đi qua bên đó. Và tốt nhất đi tới nơi là có người trước, chứ còn xuống tới nơi mà tự mình đi có khi là xe nó không chở, taxi nó không chở, không chở. Thành ra là hãy chuẩn bị tâm lý. À, còn không thì thôi thì cứ chuẩn bị tiền. Tại nếu không được, không ổn thì mình tới đó là mình quay về. À, vậy thôi.